Ủy ban Nhân dân xã Hòa Châu tổ chức khai mạc lễ hội Bụt Đồng làng Phong Lệ năm 2024. Thay mặt ban tổ chức, nhiệt liệt chào mừng và kính giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý và bà con nhân dân về tham dự. Về phía thành phố, trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên Giám đốc Sở Tài chính thành phố. Trân trọng giới thiệu đồng chí Hà Vĩ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố. Trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Văn Tiến, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử thành phố. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Công Hải, Phó Giám đốc Bảo tàng thành phố Đà Nẵng. Trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Thị Trang, Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian thành phố. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Hội di sản văn hóa thành phố. Trân trọng giới thiệu lãnh đạo Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng, đại diện Phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Phòng Giáo dục Truyền thông, Bảo tàng Đà Nẵng cũng về dự hôm nay. Về phía huyện Hòa Vang, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Tô Văn Hùng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang. Trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Nam Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thúc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân huyện, Trưởng ban tổ chức lễ hội Bụt Đồng làng Phong Lệ năm 2024. Trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Văn hóa Thông tin huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện và các thành viên ban tổ chức lễ hội Bụt Đồng làng Phong Lệ năm 2024. Về phía đại biểu xã Hòa Châu, trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Bình, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Phương Ngân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó trưởng ban tổ chức lễ hội. Trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Quốc Thụ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, đại diện các ngành, hội, đoàn thể của xã. Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, là người con của làng Phong Lệ cũng về dự hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu có các con em quê hương làng Phong Lệ. Về phía chuyên gia, nhà nghiên cứu, trân trọng giới thiệu đại tá, nhà báo, nhà nghiên cứu Lê Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương Việt Nam, trưởng cơ quan đại diện Báo Văn nghệ Việt Nam tại miền Trung Tây Nguyên. Trân trọng giới thiệu các phó giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư đến từ các trường của Đại học Đà Nẵng. Về phía đại biểu các phường Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây, trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Thọ Đông và phường Hòa Thọ Tây. Về phía các cơ quan thông tấn báo chí, trân trọng giới thiệu có các ông bà đại diện các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương cũng có về dự và đưa tin cho buổi lễ. Về phía các đơn vị, trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn xã Hòa Châu, trưởng trạm y tế xã Hòa Châu, giám đốc hợp tác xã kinh doanh dịch vụ tổng hợp nông nghiệp 1 Hòa Châu. Về phía thôn, trân trọng giới thiệu các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn,
trưởng ban công tác mặt trận 8 thôn. Về phía hội chư phái tộc làm phong lệ, trân trọng giới thiệu ông Ngô Tất Hười, ông Ngô Tất Hiền, trưởng làng phong lệ và các ông bà hội đồng chư phái tộc làm phong lệ. Về dự với chương trình hôm nay còn có nhân dân làm phong lệ đang công tác và sinh sống trên địa bàn thành phố và nhân dân trên địa bàn xã Hòa Châu về tham dự. Quý vị của chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để nhiệt liệt chào mừng. Và sau đây, thay mặt ban tổ chức xin được thông qua chương trình lễ hội. Một, văn nghệ chào mừng. Hai, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Ba, phát biểu khai mạc lễ hội một đồng làm phong lệ. Bốn, lãnh đạo các cấp tặng hoa chúc mừng. Năm, trao bằng vinh danh. Sáu, đánh trống khai hội. Và tiếp tục chương trình xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Châu, Phó trưởng ban tổ chức lễ hội một đồng làm phong lệ năm 2024 lên phát biểu khai mạc lễ hội. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Ngô Xuân Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính thành phố. Kính thưa đồng chí Tô Văn Hồng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân và du khách. Trong những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của di sản văn hóa Huyện Hòa Vang, xã Hòa Châu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác gìn giữ, bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, một trong những động lực tạo nên bản sắc và sức mạnh nội sinh trong quá trình phát triển của địa phương. Toàn xã có 3 di tích được xếp hạng cấp thành phố, đó là đình Thần Nông, nhà thờ Tỳ Hiền Lòng Quan Châu và chiến tích tàu ốc thực dân tại thôn Giang Đông, cùng với một di tích đang chờ kết quả xếp hạng là nhà thờ Tỳ Hiền Lòng Phong Lệ. Trong thời gian đấy, xã Hòa Châu sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đề nghị công nhận lễ hội cộng đồng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đặc biệt hiện nay với chủ trương khôi phục, tôn tạo, giữ gìn làng cổ Phong Nông, xây dựng thôn Phong Nông xã Hòa Châu trở thành làng văn hóa đặc trưng theo nghị quyết 09, nghị quyết số 12 của huyện ủy. Qua đó, các giá trị văn hóa của làng Phong Lệ, của thôn Phong Nông ngày còn có điều kiện được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Trong đó, lễ hội một đồng của làng Phong Lệ xưa là lễ hội độc đáo của Đà Nẵng và của cả nước. Đây là một lễ hội duy nhất có trên toàn quốc nhằm tôn vinh giới trẻ trên trâu, một thành phần thấp bé trong xã hội phong kiến ngày xưa. Lễ hội một đồng gắn với đình Thần Nông, làng Phong Lệ, ngôi đình được tọa lạc giữa trung tâm của xã Châu với thế tựa núi hướng biển, được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố vào ngày 14/6/2007 theo quyết định số 4426. Trải qua thời gian, do nhiều nguyên nhân khác nhau, lễ hội một đồng có nguy cơ bị mai một theo thời gian. Thực hiện kế hoạch số 116 ngày 25/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang về việc tổ chức phục dựng lễ hội một đồng làng Phong Lệ năm 2024, được sự hỗ trợ của các cấp các ngành, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang, Ủy ban nhân dân xã Hòa Châu tổ chức lễ hội một đồng làng Phong Lệ. Lễ hội diễn ra trong 2 ngày, ngày 7 và ngày 8/5/2024, nhằm ngày 29/3, mùng 1/4 năm Giáp Thìn. Thay mặt lãnh đạo xã Hòa Châu, thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và các cơ quan thông tấn báo chí và toàn thể bà con nhân dân đã về tham dự sự kiện trọng thể đầy ý nghĩa này. Kính thưa quý vị, theo truyền khảo, làng Phong Lệ xưa có một cổng cỏ. Ngày nọ, có người xô đồng vịt lên cầu, chân vịt bỏng mịt đứng chặt xuống đất như có bàn tay ai đó níu lại. Người dân cho rằng có thần linh giáng hạ nên chẳng ai dám bán mẫn lấy cùng. Từ đó còn có tên là cồng thần. Một hôm có đoàn trâu chạy lọt lên cầu, đám trẻ chăn trâu đến tìm nhưng không trẻ nào hề hấn gì. Từ đó tiếng đồn gần xa là cồng thần chỉ cho các trẻ chăn trâu đến gần mà thôi. Xóm cồng về sau được gọi là xóm đồng, là nơi tụ tập của gốc một đồng trăm lò. Xuất phát từ công chuyện là đồng mái, sau nhiều thế hệ dần hình thành một lễ hội dành riêng cho giới trẻ chân cao, vừa là lễ hội một đồng lòng văn lệ,
diễn ra vào ngày 1 tháng 4 âm lịch hàng năm. Theo các vị cao niên trong đoàn, lễ hội Mộc Đồng bắt đầu được tổ chức vào các năm Tý, Ngọ, Mèo, Dạo, nghĩa là 3 năm một lần, sau dẫn dần ra 6 năm, rồi cuối cùng là 12 năm. Lần cuối cùng lễ hội dành cho trẻ trên cao này được tổ chức vào năm Bảo Đại thứ 11 năm 1936. Sau 70 năm gián đoạn, lễ hội rút Mộc Đồng được thực hiện và tổ chức 3 lần vào các năm 2007, 2010 và 2014. Đình Thần Nông là nơi diễn ra các hoạt động chính của lễ hội. Lễ hội được tổ chức vào khoảng thời gian tiết trời đẹp nhất trong năm, nắng ráo, mùa màng tọt xong, người nông dân có thời gian nông nhàn để tham gia vào lễ hội. Các nghi thức trong lễ hội gồm có 3 phần lễ và 1 phần hội, đó là rước thần nông từ cồn thần về đình thần nông. Tiếp theo là lễ ông vị thần. Các chư phái tộc thay nhau vào đình dân hương đảnh lễ thần. Sau cùng là lễ rước thần nông dạo đồng phong lễ được tiến hành suốt cả một ngày. Nhưng đông vui rộn ràng hơn cả là vào ban đêm, đặc biệt phần hội không thể thiếu hát Mộc Đồng. Mục đích của đêm hát là nhằm tạ ơn thần nông, các vị thần linh đã giáng hạ về làng, phò trì cho nhân dân được khỏe mạnh, no ấm, mùa màng tươi tốt, vật vật sinh sôi, đồng thời tạo cơ hội cho nhân dân trong làng được thưởng thức một đêm hát tuồng, đêm hát Mộc Đồng để giải trí sau khoảng thời gian vất vả với công việc đồng áng. Lễ hội rước Mộc Đồng giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân làng Phong Lệ. Lễ hội là sản phẩm sáng tạo thể hiện sự gắn kết cộng đồng, bản sắc văn hóa trong lễ hội rước Mộc Đồng đã và đang được cộng đồng duy trì, thực hành, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân làng Phong Lệ. Dù về sau lễ hội không còn được tổ chức thường xuyên như trước, nhưng đình thần nông luôn được nhân dân làng Phong Lệ tổ chức lễ bái thờ cúng, xứng đáng là nơi tôn nghiêm, là di tích đặc biệt của làng. Ngày rằm mùng 1 hàng tháng đẹp gửi người dọn dẹp, hương khói, chú đáo, và mùng 1 tháng 4 âm lịch hàng năm tổ chức lễ cúng đình và cúng cầu thần. Trước đây lễ hội cúng đình là do nhân dân đóng góp, trẻ trang trâu là nhân vật chủ chốt của lễ cúng đình và cầu thần. Từ việc thu gom vật phẩm trong làng đến nấu nướng, mua sắm, dọn lễ đều do trẻ trang trâu trong làng đảm trách. Các chức sắc công nhân trong làng chỉ đạo ban tế lễ, sau lễ cúng tổ chức dọn tiệc ngay tại đình. Toàn bộ trẻ trang trâu và các vị chức sắc cao niên trong làng ngồi dựng bình đẳng với nhau, không phân biệt chủ tớ sau này. Kính thưa công chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, với việc phục dựng thành công lễ hội rước Mộc Đồng sẽ là dịp để chúng ta tôn vinh nét đẹp văn hóa đa dạng của dân tộc Việt Nam, gìn giữ các giá trị bền vững, sức sống mạnh liệt trong cộng đồng dân cư, nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn bảo tồn phát thi giá trị di tích lịch sử văn hóa, giá trị văn hóa phi vật thể, cùng với việc sắp tới đây sẽ triển khai thực hiện đề án của huyện Hòa Vang về xây dựng lòng văn hóa đặc trưng Phong Nam, đầu tư xây dựng nhà trưng bày nông cụ lòng Phong Lệ là cơ sở, là động lực mạnh mẽ để địa phương thúc đẩy trách nhiệm bảo tồn phát thi các giá trị văn hóa, tạo động lực và nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo. Thay mặt lãnh đạo xã Hòa Châu và thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Bảo tàng Đà Nẵng, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố, Hội văn nghệ dân gian, Hội di sản thành phố. Trân trọng cảm ơn huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang, các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức cá nhân đã luôn quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ, gìn giữ, bảo tồn, tuyên truyền, quảng bá và phát huy giá trị của lễ hội rước Mộc Đồng, góp phần quan trọng để lễ hội được lan tỏa, phát huy giá trị, đáp ứng mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể bà con nhân dân, sự kiện khai mạc lễ hội rước Mộc Đồng là phong lệ năm 2024 hứa hẹn sẽ là điểm nhấn trong hành trình văn hóa tâm linh, nhớ về cội nguồn, mang thương hiệu và nét đẹp riêng của địa phương. Về với lễ hội Mộc Đồng, quý vị đại biểu, nhân dân và du khách sẽ được thưởng thức và chìm đắm vào một không gian văn hóa độc đáo của các nghi lễ truyền thống, thể hiện sự tôn kính với thần nông, vị thần, phò hộ, độ trì cho những người làm nghề nông nghiệp, cũng như tâm trạng của người nông dân ngày xưa. Mỗi khi kết thúc lễ hội Mộc Đồng, mọi người ra về dấy lên niềm tin sẽ có một mùa bội thu. Hôm nay, sau khi lễ hội kết thúc, mong rằng trong mỗi chúng ta cũng có một niềm tin về cuộc sống đang còn tươi đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống như được gìn giữ phát huy, và niềm tin này sẽ tiếp tục xây dựng Hòa Vang, Nguyên Hưng Hòa Châu ngày còn giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. Với điều đó, tôi tuyên bố khai mạc lễ hội rước Mộc Đồng Phong Lệ. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và bà con nhân dân
dồi dào sức khỏe, chúc lễ hội thành công tốt đẹp, xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Bình, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Phương Ngân, phó bí thư thường trực đảng ủy xã. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Đức Hùng, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban dân xã lên tặng hoa chúc mừng. Trân trọng kính mời. Vinh danh lễ hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Đà Nẵng ngày 7 tháng 5 năm 2024, quyết định vinh danh. Căn cứ theo điều lệ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương Việt Nam, căn cứ quy chế hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương chi nhánh Quảng Nam Đà Nẵng, căn cứ đề nghị của chi nhánh văn phòng trung tâm, chánh văn phòng chi nhánh trung tâm. Điều 1, quyết định trao bằng vinh danh cho Ban Quản lý Di tích Đình Thần Nông thuộc làng Phong Lệ, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về thành tích phụng cúng, tu bổ, phát huy di tích Đình Thần Nông. Điều 2, Ban Quản lý Di tích Đình Thần Nông, làng Phong Lệ, xã Hòa Châu và chánh văn phòng trung tâm chiếu quyết định thi hành. Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương Việt Nam, kiêm Giám đốc chi nhánh Quảng Nam Đà Nẵng, đại tá, nhà báo, nhà thơ, nhà nghiên cứu lịch sử Lê Anh Dũng. Trân trọng kính mời đại tá, nhà báo, nhà thơ, nhà nghiên cứu Lê Anh Dũng lên trao bằng vinh danh. Và xin trân trọng kính mời ông Trần Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch xã Hòa Châu lên nhận bằng vinh danh. Ông Ngô Tất Hiền, trưởng làng Phong Lệ lên đánh trống khai hội, xin trân trọng kính mời.
Nhìn chỗ này chứ bác ơi. Thật lớn để chúc cho mùa lễ hội của chúng ta được thành công rực rỡ. Và kính thưa quý vị.